Trong hướng dẫn này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách chèn logo vào ảnh. Ngoài ra các bạn còn biết cách chèn logo hàng loạt ảnh bằng Action. Mình thực hiện hướng dẫn này ở trên Photoshop 2023. Các bạn có thể làm tương tự ở trên những phiên bản cũ hơn. Và các bạn có thể tải phiên bản mới nhất qua bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả của hướng dẫn này. Chúng ta nhấp vào File, chọn Open, chọn thư mục lưu ảnh ở trên máy tính. Ví dụ, mình muốn sử dụng bức ảnh này thì chúng ta chọn và nhấn Open thêm một lần nữa. Mình sẽ kết hợp giữa tạo Action và chèn logo cho một ảnh. Để một lát nữa chúng ta có thể lấy cái Action này và chèn logo cho hàng loạt ảnh. Chúng ta nhấn vào Window, chọn đến Action. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím tắt là Alt F9. Thì chúng ta sẽ thấy cái bảng Action nó được hiện bên tay phải như vậy. Bây giờ chúng ta nhấp vào dấu cộng để tạo Action mới. Và mình đặt tên là Logo. Sau đó chúng ta nhấp vào ghi Action này. Các bạn sẽ thấy một cái dấu chấm đỏ ở phía dưới, cho biết là Action này nó đang ghi lại những cái bước các bạn thao tác ở trong Photoshop. Tiếp theo chúng ta nhấp vào File, chọn Blade Embed, tìm thư mục chứa logo trên máy tính. Và chúng ta nhấp vào logo như vậy. Sau đó chọn Blade. Thông thường logo sẽ nằm chính giữa bức ảnh và có một cái khung bao quanh như vậy để các bạn thay đổi kích thước và di chuyển logo này sang vị trí khác. Và nếu như các bạn không thấy khung đó thì các bạn hãy nhấn phím Ctrl T để sử dụng công cụ Free Transform. Sau đó chúng ta nhấp vào chính giữa của logo và di chuyển sang các vị trí khác. Ví dụ mình muốn đặt bên góc trái như vậy và mình sẽ nhấn phím Z và chuyển sang công cụ Zoom để phóng lớn lên cho các bạn thấy nó dễ hơn ha. Và như các bạn thấy, logo của chúng ta sẽ bám sát vào viền của bức ảnh như vậy. Nếu như các bạn muốn di chuyển sang vị trí khác thì các bạn chọn công cụ Move Tool hoặc các bạn nhấn phím tắt là V. Sau đó các bạn kéo lên, kéo ngang qua như vậy. Mình muốn sử dụng vị trí này nhưng bây giờ mình muốn logo nhỏ hơn một chút thì mình nhấn phím Ctrl T để sử dụng công cụ Free Transform. Sau đó chúng ta nhấp vào góc của logo và thu nhỏ lại một chút như vậy. Cuối cùng chúng ta nhấn phím Enter để khung Free Transform nó biến mất. Bây giờ mình muốn giữ lại cái dòng chữ thôi và mình muốn cái nền trắng nó trở nên trong suốt thì chúng ta chọn Layer Logo như vậy và nhấp vào Blending Mode. Các bạn chỉ việc chọn đến Multiply như vậy thì những cái điểm ảnh màu trắng ở trên logo nó sẽ trở nên trong suốt và chỉ giữ lại những cái điểm ảnh có màu sắc khác ở trên cái logo này thôi. Mình thường sử dụng logo màu đen và mình thấy nó không được nổi bật ở trên những cái nền quá tối như vậy. Vậy làm thế nào để chúng ta chuyển nó sang màu trắng để cho nó nổi bật hơn mà chúng ta không phải thiết kế logo lại? Chúng ta nhấn vào Blending Mode như vậy. Các bạn chỉ việc chọn lên đây thì các bạn thấy cái logo màu đen nó cũng mất nền nhưng mà cái chữ lại chuyển sang màu trắng. Rất là tuyệt đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta không phải thiết kế lại logo nữa và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Ngoài ra các bạn có thể nhấp vào đây để kiểm soát phần opacity. Khi chúng ta giảm opacity thì cái độ trong suốt của logo nó sẽ tăng lên và chúng ta có thể nhìn xuyên qua để thấy cái nền ở phía sau. Ở trong trường hợp này thì mình sẽ chọn mức khoảng 70% như vậy. Nếu các bạn thấy kéo nó khó quá thì các bạn có thể nhập trực tiếp vào đây. Như vậy chúng ta vừa cài đặt xong vị trí kích thước, chế độ hòa trộn và opacity của logo này. Và bây giờ các bạn chỉ việc nhấp vào phần action như vậy. Chúng ta nhấp vào Stop và chúng ta cùng nhìn vào sâu hơn bên trong Action thì các bạn thấy rằng chúng ta có đường dẫn đến cái logo và một lát nữa thì chúng ta sẽ chạy cái Action này. Nó sẽ áp dụng cái logo đó cho những bức ảnh khác trong cùng một thư mục các bạn đã chọn. Xuống phía dưới một chút thì các bạn thấy được cái thông số điểm ảnh của cái logo này, có nghĩa là chúng ta đã tăng giảm kích thước của nó như thế nào. Vậy sau khi gắn logo, làm thế nào để chúng ta sử dụng bức ảnh này? Các bạn hãy nhấp vào File, chúng ta chọn đến Export và các bạn chọn đến phần Export As. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím tắt là Alt Shift Ctrl V đúp. Chúng ta nhấp vào phần Format, chọn sang định dạng ảnh JPEG và các bạn có thể thay đổi chất lượng của bức ảnh này. Và thông thường thì mình sẽ để chất lượng cao nhất. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi kích thước nữa. Và cuối cùng là chúng ta đánh dấu vào phần Convert to sRGB để bức ảnh này hiển thị màu sắc chính xác ở trên trình duyệt web và trên những thiết bị khác. Sau đó chúng ta nhấp vào xuất ảnh. Ví dụ mình muốn lưu trữ ở trên phần Desktop thì mình chọn như vậy. Và chúng ta để nguyên tên của bức ảnh như vậy và nhấp lưu lại. Như vậy chúng ta đã có một bức ảnh mới được đính kèm logo chính xác như những gì chúng ta đã thao tác ở trong Photoshop. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách gắn logo cho một bức ảnh. Và tất nhiên là các bạn không muốn bức ảnh nào cũng phải làm như vậy đúng không? Như vậy thì quá tốn thời gian và rất là mệt. Chúng ta sẽ sử dụng Action để gắn logo hàng loạt ảnh. Các bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn và chỉnh sửa ảnh vui vẻ hơn rất là nhiều. Để làm việc đó, chúng ta nhấp vào File, chọn đến Script và các bạn nhấp vào đây. Chúng ta nhấp vào cài đặt đầu tiên để chọn thư mục ảnh muốn gắn logo. Ví dụ mình chọn thư mục số 10 và nhấp lựa chọn. Chúng ta đến với cài đặt thứ hai để chọn thư mục lưu những bức ảnh sau khi gắn logo. Nếu các bạn muốn lưu chung vào thư mục gốc thì các bạn chọn như vậy. Và thông thường thì mình sẽ chọn sang thư mục khác và nhấp vào Select Folder. Mình chọn lưu ở phần Desktop, nhấp vào New Folder như vậy. Chúng ta đặt tên là logo, sau đó nhấp vào chọn thư mục. Chúng ta đến với lựa chọn số 3 để cài đặt định dạng ảnh sau khi các bạn gắn logo. Trong trường hợp này thì mình sẽ chọn định dạng ảnh JPEG. Ví dụ như mình chọn chất lượng là 8 như vậy. Và tất nhiên là mình đánh dấu vào phần Convert to sRGB để bức ảnh của chúng ta được hiển thị chính xác ở trên những thiết bị khác. Và chúng ta đến với cài đặt số 4. Các bạn nhớ đánh dấu vào phần chạy Action. Sau đó nhấp sang bên tay phải
và chọn action mà chúng ta đã tạo trong phần trước có tên là logo. Cuối cùng, chúng ta nhấp vào chạy action. Photoshop sẽ mở từng bức ảnh ở trong thư mục, gắn logo, sau đó lưu với định dạng ảnh JPEG cùng chất lượng mà chúng ta đã chọn ở trong phần trước. Chúng ta chọn thư mục logo và các bạn thấy có một thư mục ảnh JPEG ở bên trong nữa. Chúng ta chọn vào đây và xem những bức ảnh này. Như các bạn thấy, tất cả những bức ảnh này đều được gắn logo chính xác như những gì chúng ta đã thao tác ở trong Photoshop. Rất là tuyệt đúng không ạ? Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn và giúp các bạn rảnh tay hơn để làm những việc khác. Mình xin tạm dừng phần hướng dẫn này tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu như các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Cũng đừng quên tham khảo những bài viết và tài liệu mình đính kèm ở trong phần mô tả. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye!